trời, đã sinh ra Qualcomm lại còn sinh ra MediaTek nữa làm gì không biết. MediaTek Dimensity 9200 cộng chính thức trở thành con chip Android mạnh nhất thế giới ở thời điểm này. Với số điểm Geekbench 6 là 5655 điểm đa nhân và 2121 điểm đơn nhân. Đơn giản là MediaTek 9200 cộng đang ao trình bất kỳ một con chip Snapdragon nào. Lấy ví dụ với con S23 Ultra đi, điểm đa nhân của nó đang loanh quanh khoảng 4900 và điểm đơn nhân loanh quanh khoảng 1900 điểm, thì cái số điểm của con Dimensity 9200 cộng nó đang cao hơn khoảng 15% anh em ạ. Với số điểm này thì tức là nó đang tiệm cận với sức mạnh của con chip là Apple A16, vốn dĩ được đánh giá rất cao, và cộng thêm cái điểm AnTuTu là khoảng 1,4 triệu điểm. Đơn giản, no hope cho đội Snapdragon ở thời điểm này luôn. Công nhận, bây giờ MediaTek ngon thật sự, vừa mát, vừa rẻ, vừa mạnh. Thế thì Qualcomm làm sao mà đỡ được?